là chỗ bệnh viện đa khoa Quảng Xương. Em kính chào các thầy, kính chào các quý đồng nghiệp ạ. Sau đây các bệnh viện Quảng Xương xin hội chẩn một ca lâm sàng ạ. Bệnh nhân nữ 69 vào viện 15 giờ 10 phút ngày 30 tháng 8 với chẩn đoán là đau hạn chế vận động cơ háng bên trái sau cái trường ngã. Bệnh nhân này cách vào viện khoảng 10 ngày thì bệnh nhân trượt chân ngã và sau ngã thì đau hạn chế vận động háng bên trái. Và tại nhà thì không được xử trí gì và đã được đi đắp lá, nhưng mà sau đấy không đỡ thì nhập viện. Vào viện thì bệnh nhân khám thì chủ yếu là đau nhiều vùng háng bên trái và có sưng nề bầm tím nhiều ở vùng háng bên trái. Bệnh nhân này thì có tiền sử là trên tăng huyết áp 3 năm, đang được dùng thuốc điều trị sáng một viên bằng Covaxin 5mg, đái tháo đường tiếp 2 đã điều trị 4 năm. Theo đơn ngoại trú là tối uống một viên glucophan 1000mg. Và bệnh nhân này có tiền sử tai biến mạch máu não cách đây 3 năm, di chứng yếu nửa người bên trái nhưng mà bệnh nhân vẫn có thể đi lại được. Về cơ bản khám toàn thân thì không có vấn đề gì đặc biệt. Bệnh nhân này trên cái phim cận âm sàng, phim X quang và phim CT thì bọn em đã chuyển cho các thầy ạ. Ngoài ra thì bệnh nhân này thì trên cái xét nghiệm máu thì có hồng cầu là 2.73.000, huyết sắc tố là 97. Bệnh nhân này bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương xin ý kiến cái hướng xử trí tiếp theo của bệnh nhân này ạ. Xin cảm ơn các thầy. Vâng. Có lẽ là đầu tiên là mời thầy Lưu chú chẩn đoán hình ảnh, ta có xem cái hình ảnh của kết quả mà X quang của bệnh nhân thì ta có ý kiến gì? Vâng, cái hình ảnh X quang của bệnh nhân thì cũng khá là rõ rồi. Thì bệnh nhân thì có cái tai biến mạch não liệt nửa người trái và cái này đã có ngã đi ngã lại nhiều lần rồi. Và có cái gãy cũ, đã có cái phì đại đặc xương như gãy cũ của cái ngành ngồi mu bên trái. Và hiện tại có cái gãy mới của cái vùng niên mấu chuyển của đùi bên trái. Và có một cái gãy nữa là nhìn trên hình ảnh có nghĩa là gãy ngang ổ cối chứ không chỉ một cái gãy xuống đùi không. Cho cái hình ảnh cắt lớp của bệnh nhân. Vâng. Thế hình ảnh thì tôi nói rõ rồi chị ạ. Dạ tôi rõ rồi, nhưng sang cái hình ảnh cắt lớp thì em mới dựng ảnh lên cho thầy Minh nát thầy vâng, đưa ra cái hướng xử trí của bệnh nhân ạ. Và bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính. Nếu lần sau mà các anh chị bên Quảng Xương mà chụp cắt lớp vi tính xương thì nên cho lớp cắt mỏng hơn một chút nữa thì chúng tôi sẽ dựng ảnh nên nó sẽ đa bình diện nó rõ hơn. Còn hình ảnh như này thì xem đa bình diện rất khó nhìn ạ. Mà sơ bộ nhìn ngay đây thấy Minh thấy có cái đường gãy nó đi vào ổ cối nữa này. Đấy, đây này đường gãy nó vào ổ cối. Và cái gãy này cũng có vẻ là gãy cũng lâu rồi, bắt đầu xuất hiện cái đặc xương trong ổ cối. Và thứ hai nữa là một cái đường gãy thì ở ngành chậu mu cái này cũng đặc xương rồi, cũng là một gãy cũ. Và đây gãy niên mấu chuyển thì cái này gãy mới đấy. Cái hình ảnh dựng này dựng cho thầy Minh nhìn. Điều là cái này chụp hơi dày nên là nhìn hơi khó mà chụp. Dày lắm. Gãy niên mấu chuyển thì rõ rồi. Và cái đây là gãy vào ổ cối mà đừng gãy cũ đấy. Vâng, cái thầy kết luận là cái này hình ảnh thì thầy Lưu. Kết luận là bệnh nhân này đã có tiền sử gãy, trước đây là gãy vào gãy ổ cối và gãy ngành chậu mu bên bên trái. Vâng. Và một cái gãy mới của vùng niên mấu chuyển cũng đùi trái. Có cả tổn thương cũ và tổn thương mới. Dạ vâng. Diễn biến. Rồi cảm ơn thầy. Giờ mời thầy tiến sĩ Đỗ Văn Minh, chuyên ngành chấn thương chỉnh hình. Thì thầy Minh cho ý kiến ở đây các bạn hỏi là hướng điều trị bây giờ nên như thế nào? Xin mời thầy Minh. Vâng, kính thưa giáo sư Việt, kính thưa các thầy cô, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Với trường hợp ca lâm sàng như thế này thì em nhận thấy là đây là một bệnh nhân nữ 69 tuổi mà có bệnh lý nền cũng tương đối là phức tạp. Thứ nhất là bệnh nhân có đái tháo đường type 2, thứ hai là có tăng huyết áp và thứ ba là bệnh nhân có một cái tai biến mạch máu não cũ mà đã có di chứng là yếu nửa người bên trái. Hiện tại một cái gãy liên mấu chuyển này thì khi mà bệnh nhân vào viện ấy, thì thứ nhất là đây là một cái loại gãy xương thường gặp ở người già và với tình trạng gãy xương như này thường nằm nặng lên cái bệnh lý nền của người bệnh, vốn có của người bệnh.
Thì chính vì thế là hiện tại để điều trị cho người bệnh này thì thứ nhất là mình phải kiểm soát xem mà tất cả những bệnh lý nền kia có bị nặng lên hay không. Và nếu những bệnh lý nền kia nặng lên ấy, thì mình cũng phải kiểm soát những bệnh lý nền trước. Cái thứ hai là gãy liên mối chuyển ở người già ấy, là một cái loại gãy xương lớn, mà cái xương này là vùng xương xốp, nó dễ chảy máu. Vì thế thông thường cái gãy này thường gây chảy máu là nặng nề, do đó bệnh nhân thường có thiếu máu. Thì chính vì thế là thứ nhất là tình trạng nặng lên của bệnh lý nền, thứ hai là tình trạng thiếu máu của bệnh nhân là cái mà có thể đe dọa tính mạng người bệnh trước là cái xương gãy liên mối chuyển này. Cái việc thứ hai nữa là ở bệnh nhân này thì có đã bị gãy 10 ngày rồi, mà sau đó thì bệnh nhân lại được điều trị một cách không bài bản. Sau đó bây giờ mới nhập viện thì các anh chị cần phải kiểm tra thêm nữa là bệnh nhân bị gãy 10 ngày mà khi bất động như thế thì nguy cơ rất cao là huyết khối tĩnh mạch sâu. Và huyết khối tĩnh mạch sâu thì có nguy cơ rất cao là thuyên tắc phổi, vì thế bệnh nhân có thể đột tử. Chính vì vậy mà trong cái bi lăng chẩn đoán ở đây thì chưa thấy các anh chị làm siêu đốt le mạch chi dưới để đánh giá xem bệnh nhân này có huyết khối tĩnh mạch sâu hay không. Vì thế đây cũng là một cái xét nghiệm mà các anh chị cần phải làm để đánh giá. Và với bệnh nhân như thế này rồi thì cũng phải kiểm tra toàn diện về tim mạch nói chung, vì bệnh nhân hiện tại là đã có những cái di chứng của tai biến mạch máu não rồi thì phải kiểm tra tim mạch nói chung để kiểm tra xem là với tình trạng như thế này thì bệnh nhân có cho phép phẫu thuật hay không. Nếu mà tình trạng bệnh nhân này sau khi mà các anh chị kiểm soát được những tình trạng nặng đe dọa tính mạng người bệnh rồi, ví dụ như là thiếu máu, các anh chị đã truyền máu, bù máu đủ, kiểm tra được về tim mạch, về kiểm soát được huyết áp, kiểm soát được đường máu, kiểm soát được là không có huyết khối tĩnh mạch sâu và tình trạng tim mạch cho phép gây mê để thực hiện phẫu thuật, thì theo khuyến cáo là tất cả các loại gãy liên mối chuyển thì nên điều trị phẫu thuật cho người bệnh. Và cái phẫu thuật này thì có nhiệm vụ, có cái lợi ích của nó là thứ nhất là nếu bệnh nhân đi lại được trước đó thì khi mà liền xương thì bệnh nhân sẽ đi lại được. Cái thứ hai là trong trường hợp bệnh nhân mà không đi lại được thì sao, thì cái phẫu thuật này cũng là giúp cho cái việc chăm sóc sau đó thì sẽ dễ dàng hơn. Chứ bệnh nhân gãy liên mối chuyển mà cứ nằm bất động lâu dài thì sẽ rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra đối với người bệnh, đặc biệt là những cái biến chứng mà liên quan đến nhiễm trùng và những biến chứng liên quan đến tắc mạch. Thế chính vì thế là vì bi lăng ở đây của các anh chị làm chưa đủ, vì thế là em nghĩ là rất là khó để bác sĩ quyết định là cái bệnh nhân này có nên phẫu thuật vào thời điểm này hay không. Nếu mà chúng ta trả lời được tiếp những cái câu hỏi mà vừa nãy em đặt ra thì em nghĩ là mình sẽ cân nhắc cái việc phẫu thuật nó sẽ dễ dàng hơn ạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Đỗ Văn Minh. Một lần nữa chúng tôi lại thấy có một vấn đề là trước khi mà chúng ta đăng ký mà hội chẩn ấy, thì cố gắng là ta làm được tối đa trong cái phạm vi mà khả năng của bệnh viện mình, đúng không ạ? Ta có thăm khám tương đối là đầy đủ, có được cái xét nghiệm gì mà kỹ chúng ta ở địa phương mình có thể làm được thì phải làm đến mức tối đa, và thì sau đó chúng ta mới có thể có được cái phương thức mà điều trị tốt cho bệnh nhân. Tôi thấy có một vấn đề người già lại gãy xương như thế nằm 10 ngày thì đúng như tiến sĩ Minh nói, có một cái nguy cơ rất lớn là huyết khối tĩnh mạch. Mà khi huyết khối tĩnh mạch mà ta không gọi là điều trị ngay thì nó lại đẻ đến một cái gọi là nguy cơ hơn là nhồi máu phổi, tắc mạch phổi. Ở trong tất cả trường hợp đó mà người già nằm đấy mà tắc mạch phổi thì lại rất nặng ở trong các cái điều trị. Thành ra là anh em ở bệnh viện Quảng Xương ấy lưu ý ngay đến các cái vấn đề gọi là điều trị, các cái thăm dò đầu tiên làm cái siêu âm tĩnh mạch ngay, thế sau đó là mình xem xét vấn đề sử dụng chống đông cho các bệnh nhân nằm lâu, nằm bất động, đúng không ạ? Vì cái nguy cơ tắc mạch chi là rất lớn. Vâng, bây giờ có vấn đề là cái này có cái thiếu máu rất là nặng, đúng không ạ? Thế thì xin mời thạc sĩ Hoàng Thị Hồng cho thêm ý kiến chỗ này. Dạ thưa thầy ạ. Cái này thì em chỉ thấy có cái chỉ số là huyết sắc tố là 96 gram trên lít thôi, và cũng không biết là bệnh nhân đã được truyền máu hay chưa. Với cái này hồng cầu có 2,7 triệu đúng không ạ? Vâng, 2,7 triệu, và không có các cái chỉ số về thể tích hồng cầu cũng như là một số các cái vấn đề khác như là các chỉ số MCV hay MCH thì bọn em cũng không thể nhận định được là bệnh nhân này thiếu máu ở cái đặc điểm hình thái thiếu máu là gì. Thì trước mắt là bệnh nhân có thể có một cái mất máu sau khi mà ngã và gãy lên mối chuyển có thể gây ra chảy máu hoặc có khối máu tụ. Thế còn trước đấy thì cũng không rõ là bệnh nhân đã có thiếu máu từ trước hay chưa. Thế thành ra cái này thì em cũng đề nghị là phải làm thêm một số các bi lăng về thiếu máu, ví dụ bi lăng về viêm, rồi bi lăng về các cái chỉ số về mặt hình thái hồng cầu thì mới có thể có thêm các cái nhận định được. Vâng, tức là ngay kể cả trong
chuyên khoa hay huyết học thì cũng thấy là nó cũng chưa được đầy đủ lắm. Dạ. Đúng không ạ? Nhưng mà trước mắt thì có xử lý gì không ở trong dạ. chỗ này? Khi trước mắt với huyết sắc tố 96 thì thực ra thì nó cũng ở cái mức độ thiếu máu vừa đến nhẹ và bệnh cũng không có chỉ định truyền trong trường hợp này. Trước mắt là mình tìm được nguyên nhân xem là bệnh nhân có thiếu, ví dụ như thiếu sắt mạn tính kèm theo hay không hay như nào đấy thì sẽ điều trị theo nguyên nhân là chính ạ. Cố gắng tìm nguyên nhân thiếu máu. Dạ, vâng ạ. Mà trước hết có lẽ cũng lại phải làm lại cái công thức máu từ hôm ấy đến giờ dạ, xem nó vâng, diễn biến dạ. như nào, dạ. đúng không? Vâng. Bây giờ là dạ, em xin phép ý kiến thầy đi ạ. Vâng. Dạ, dạ, báo cáo với thầy là tất cả các tổng phân tích máu và các thể tích hồng cầu thì bọn em đã chuyển lên file cho thầy ạ. Ngoài ra thì bệnh nhân đã được làm xét nghiệm máu 2 lần. Lần thứ hai gần nhất là 31 tháng 8 là bệnh nhân làm hồng cầu vẫn 2.7 triệu và huyết sắc tố là 97 ạ. Thể tích hồng cầu là 93 petrolit ạ. Ngoài ra thì bệnh nhân này chưa có truyền máu và tất cả các cận lâm sàng từ điện tim các thứ bạn em đã làm rồi, từ một cái siêu âm động tĩnh mạch bạn em chưa làm thôi ạ. Nhưng mà trong cái bản mà gửi đến cho bệnh viện đây thì thấy không thấy có phải không? À, chỗ này chỗ phòng kế hoạch tổng hợp thấy nhưng không thấy, các bạn bảo là có gửi đến rồi mà. Vâng. Thế có lẽ bên kế hoạch tổng hợp chắc là có cái gì đấy mà mình chưa có được cái chưa cho trong cái mà gửi đến các thầy thì nó không có cái phần đó nhé. Vâng, trong lúc chờ đợi để xem lại thì có chưa? Vâng, thưa thầy thì cho em hỏi một chút ạ. Vâng ạ. Vâng, bệnh nhân này bọn em xin phép hỏi thầy Minh ạ. Thưa thầy là cái bệnh nhân này thì hiện tại về mặt lâm sàng thì về mặt chỉ có một cái xét nghiệm siêu âm là bọn em chưa làm được. Thì bạn em chưa gửi lại thầy. Tuy nhiên thì về hướng thì chắc chắn là bệnh nhân này phải phẫu thuật. Thì có hai câu hỏi xin hỏi thầy là cái hướng phẫu thuật của bệnh nhân này thì nên thay toàn phần hay thay bán phần và thay xi măng hay là thay chui dài. Ngoài ra thì em cũng xin phép hỏi luôn là bệnh nhân này có nên truyền máu trước rồi với phẫu thuật hay là truyền cùng và phẫu thuật cùng với lại truyền máu. Vâng, em xin phép hỏi thầy Minh. Vâng, mời thầy Minh. Vâng, trước khi trả lời câu hỏi của bên đầu cầu bệnh viện thì xin phép hỏi bệnh viện là anh có khai thác được là bệnh nhân này cái gãy xương chậu, gãy ổ cối này xảy ra từ bao giờ ấy không? Là việc thứ nhất. Việc thứ hai là trước khi bị ngã này thì tình trạng bệnh nhân đi lại như thế nào ạ? Vì anh chỉ nói là đi lại được thôi, nhưng mà đi lại trong cái sinh hoạt, cái phần đi lại được đấy là bệnh nhân đi, ví dụ như đi bộ được xa không ạ? Tự đi bộ được xa không ạ? Vâng. Báo cáo thầy là cách đây khoảng 4 tháng thì bệnh nhân có ngã một lần, tuy nhiên thì bệnh nhân không đi khám bệnh. Và sau đấy thì khoảng 1 tháng thì bệnh nhân vẫn chống nặng đi lại được. Và tất nhiên là em cũng chưa hỏi kỹ là xem đi lại sai không, nhưng mà bệnh nhân đi lại và có là sinh hoạt cũng vâng, cảm ơn anh. Thứ nhất là bệnh nhân này, thứ nhất là trong câu hỏi của anh ấy thì anh ám chỉ rằng là bệnh nhân này lên phẫu thuật thay khớp háng. Tuy nhiên ở đây ấy, người ta chỉ định là phẫu thuật thay khớp háng cho gãy cùng khối mấu chuyển xương đùi chỉ được chỉ định cho những trường hợp gãy khối mấu chuyển xương đùi kèm theo bệnh lý thoái hóa khớp háng nặng. Nếu bệnh nhân không có tình trạng bệnh lý thoái hóa khớp háng thì theo guideline của Hội chấn thương chỉnh hình Hoa Kỳ và theo nhiều guideline của Hội chấn thương chỉnh hình của châu Âu thì là bệnh nhân này không có chỉ định thay khớp háng, vì thế không đặt ra vấn đề thay khớp háng ở đây. Dù thay khớp háng toàn phần hay bán phần, dù thay khớp háng có xi măng hay không có xi măng. Ở trên bệnh nhân này thì tôi nhận thấy là mặc dù bệnh nhân có gãy cái ngành ngồi mô của xương chậu bên trái, có gãy ổ cối bên trái nhưng trên phim chụp X-quang chưa có biểu hiện thoái hóa khớp háng bên trái. Thứ hai là bệnh nhân này gãy liên mấu chuyển rất phức tạp. Đây là một loại gãy liên mấu chuyển mà cái mảnh gãy người ta bị ngược cái thành ngoài bị gãy, nó bị gãy. Gãy cả mấu chuyển lớn, mấu chuyển nhỏ. Vì thế nếu thay khớp háng cho bệnh nhân này thì đây là một phẫu thuật vô cùng nặng nề. Đặc biệt nếu làm thay khớp háng toàn phần thì càng nặng nề. Chính vì thế là trong cái trường hợp này thì cái chỉ định thay khớp háng cần phải được xem xét lại. Theo khuyến cáo, theo guideline của tổ chức chấn thương chỉnh hình của Hội chấn thương chỉnh hình Hoa Kỳ ấy, thì tất cả những bệnh nhân gãy liên mấu chuyển xương đùi mà không có thoái hóa khớp háng kèm theo thì nên mổ kết hợp xương. Hai phương pháp mổ kết hợp xương được lựa chọn thì được khuyến cáo ấy, là phương pháp đầu tiên người ta khuyến cáo đối với trường hợp của mình này, đó là kết hợp xương bằng đinh nội tủy đinh gamma, đinh nội tủy đầu trên xương đùi ạ. Còn nếu ở trong trường hợp mà không có đinh gamma, trong trường hợp này thì trường hợp này không làm được nẹp DNS. Nếu mà gãy cái mảnh gãy ở bên ngoài kìa, nó không gãy cái mảnh ở bên ngoài thì anh sẽ làm được DNS. Tuy nhiên ở trường hợp này là gãy, người ta gọi là gãy mất vững, cái mảnh gãy là gãy liên mấu chuyển ngược, chính vì thế là không làm được DNS. Thế do đó là mình cân nhắc là cái DNS ở trường hợp này không làm được, nên nếu có đinh gamma thì mình sẽ làm. Còn nếu mà không có thì cái kết hợp xương đầu trên xương đùi bằng cái nẹp khóa dành cho đầu trên xương đùi ấy, nó cũng là một lựa chọn để cho mình lựa chọn. Chứ còn thay khớp háng ở bệnh nhân này là một cái phẫu thuật rất là nặng nề.
Cái thứ hai, nếu như bệnh nhân này không có chỉ định can thiệp thì như thạc sĩ Hồng vừa nói, với cái mức hematocrit khoảng 2,7 mà nhưng mà cái hemoglobin khoảng 95 thì đây là cái thiếu máu tương đối nhẹ thôi. Nhưng nếu ở người già thì chắc chắn là người ta sẽ có một tình trạng thiếu máu mãn tính trước đó rồi. Do đó nếu mà bệnh nhân không có tình trạng can thiệp ấy, thì mình có thể điều trị cái triệu chứng cái thiếu máu này mà không cần phải truyền máu. Tuy nhiên bệnh nhân này nếu có kế hoạch mổ thì nên truyền máu trước mổ và dự trù máu trong mổ, phải truyền máu trong mổ. Bởi vì cái mổ này là một cái mổ mất máu, đặc biệt là khi cái tổn thương của cái xương chậu kia cái liên mấu chuyển ấy đã khoảng 10 ngày 2 tuần rồi thì cái giai đoạn này là cái can non đã hình thành rồi. Khi chúng ta phá cái can non ấy thì nó chảy máu khá là nhiều. Vâng. Chỗ ở bệnh viện Quảng Xương chúng ta nghe rõ rồi chị ạ. Dạ vâng, em cảm ơn các thầy. Vâng, nhân trường hợp này nữa thì cô Nga, bệnh nhân này có cái đái đường nữa. Thì cô Nga có thêm ý kiến gì không? Dạ vâng, em xin phép thầy. Cái này thì đái đường ở người mà có thiếu máu này thì các bạn cái metformin ấy, đặc biệt là cũng chuẩn bị mổ nữa thì khi mà dùng metformin thì nó có thể làm giảm hấp thu vitamin B12. Do vậy nó cũng có thể làm nặng thêm cái tình trạng thiếu máu. Chính vì vậy mà có thể các bạn sẽ chuyển không dùng metformin nữa, các bạn có thể dùng ức chế men D4 trước mổ cho bệnh nhân. Còn vì đường máu không cao lắm cho nên là cái việc sử dụng insulin thì nó phức tạp cho bệnh nhân hơn. Do vậy các bạn có thể dùng ức chế men D4 cho bệnh nhân trước mổ ngày 1 viên. Bên cạnh đó thì để mổ thì như là thầy cũng giống như là giáo sư Việt đã nói thì các bạn phải kiểm tra bi lăng về tim mạch hết sức là cẩn thận. Và bệnh nhân có tai biến mạch não cũ thì bắt buộc ở người đái đường có tăng huyết áp, có tai biến mạch não cũ thì bắt buộc các bạn phải dùng statin cho bệnh nhân rồi. Còn nếu mà trước là có nhồi máu não thì cái việc dùng chống đông bây giờ các bạn cũng phải cân nhắc đặt ra, và trước mổ thì có lẽ là nên dùng Lovenox để cái việc ngừng Lovenox trước mổ thì mình chỉ cần ngừng trước 24 giờ thôi là đã có thể mổ được rồi. Ngoài ra nữa thì ở người nữ mà cao tuổi này thì trên phim xem thầy lưu xem có cái loãng xương không, thì sau đó thì các bạn phải điều trị loãng xương phối hợp nữa thì mới tránh được cái nguy cơ mà gãy xương tiếp về sau. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn phó sư Vũ Bích Nga. Bây giờ có chuyên khoa thần kinh là thạc sĩ Lê Văn Thủy, thầy có ý kiến gì không? Vâng, chào các thầy cô, chào các anh chị đồng nghiệp. Về chuyên khoa thần kinh thì trước tiên em có cái thắc mắc về cái trường hợp lâm sàng này, thì các anh chị có trình bày về cái trường hợp mà gãy xương đùi bên trái. Thì tuy nhiên trên phim thì bác sĩ Lưu có đọc là bệnh nhân đã từng gãy cái ngành ngồi mu rồi, thì có cái là bệnh nhân đột quỵ não cách đây 3 năm và cứ ngã đi ngã lại gãy xương như vậy. Chúng ta đặt câu hỏi xem là cái vấn đề thăng bằng của bệnh nhân này có vấn đề hay vấn đề cơ lực có vấn đề. Thì các anh chị khám thì cơ lực là 5/5. Vậy thì có vẻ như cái vấn đề thăng bằng của bệnh nhân có vấn đề là chính cái nguyên nhân gây ngã đi ngã lại. Thì kể cả bệnh nhân có được phẫu thuật hay không thì các anh chị cũng chú ý cái phần rối loạn thăng bằng này về sau, kể cả phẫu thuật xong thì người ta cũng có thể ngã và gãy xương lại. Thì cô Nga cũng đã nói về cái việc dự phòng, điều trị dự phòng thứ phát ở cái bệnh nhân đột quỵ não, thì cũng chưa rõ là bệnh nhân này tiền sử là xuất huyết não hay là đột quỵ nhồi máu não. Vì cái chiến lược điều trị dự phòng thứ phát ở hai trường hợp này khác nhau. Thì trong trường hợp mà bệnh nhân nhồi máu não cách đây 3 năm với một cái phẫu thuật được xếp vào loại nguy cơ chảy máu trung bình, thì cái việc dùng aspirin có thể là dùng cân nhắc dùng liên tục cho đến tại thời điểm phẫu thuật và dùng lại sau khi phẫu thuật. Thế còn đối với chảy máu não thì lại cái điều trị dự phòng thì nó cũng không có liên quan gì nhiều đến aspirin. Em xin hết ạ. Cảm ơn anh Thủy. Như vậy tức là có lẽ các cái bên đầu cầu của Quảng Xương chúng ta nắm được. Có còn hỏi gì không ạ? Dạ, em dạ không ạ, bệnh viện Quảng Xương không hỏi gì thêm. Vâng, mời cô Hồng còn có bổ sung gì nữa. Cái trường hợp này thì vừa nãy em có thấy các anh chị chiếu cái công thức máu ạ, thì nó có thêm một số các cái dẫn chứng về cái thể tích hồng cầu, cũng như là thì em thấy là đây là một cái trường hợp thiếu máu hồng cầu bình xác thôi, kích thước thì tương đối đồng đều, tuy nhiên là cái xu hướng hồng cầu nó cũng hơi to. Trên một cái nền bệnh nhân người già và cái bệnh mãn tính đái tháo đường thì nếu được thì các anh chị có thể làm thêm một số các cái xét nghiệm như là định lượng vitamin B12, acid folic, xem là bệnh nhân có thiếu mãn tính hay không. Ngoài ra thì mặc dù cái tổn thương ở trên xương ấy thì không rõ, nhưng mà chúng em cũng muốn loại trừ cái bệnh lý đau tủy xương, tức là nếu mà được thì chúng ta có thể làm thêm cái định lượng protein máu cho bệnh nhân và định lượng globulin. Xin hết ạ. Vâng. Vâng, thế tức là chúng ta có thể tạm dừng ở cái ca của Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương rồi.
Bây giờ chúng ta xin chuyển sang cái ca thứ 3.